Cách cứu thạch này có thể là bạn chưa biết hoặc là một người đã lãng quên. Đây sẽ là góc nhắc nhở cho những ai gặp cái video này nhé. Bởi sắp tới chúng ta sẽ có Anh Long, có Kazuha và đặc biệt hơn sau 4.6 chúng ta sẽ có Alexino. Đó chính là kiếm nguyên thạch trong chương ca. Cái này rất nhiều nha, mọi người để phần bàn tay trong này nhé. Đây. Vào phần bộ sân vườn nhá. Một bên này. Thế thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bộ ở đây. Mọi người nhấn vào chữ Y sẽ có hiện ra thông tin này. Cái cơ chế của này nó đơn giản lắm. Mọi người chỉ cần thu thập đủ tất cả những cái đồ vật phẩm mà cái bộ nó cần thì chúng ta nhấn Add vào ra ngoài map. Sau đó chúng ta bắt đầu lấy những cái nhân vật mà nó trong cái danh sách này và những cái nhân vật yêu thích cái bộ này thì chúng ta mỗi nhân vật chúng ta sẽ được nhận 20 thạch. Đây mình có rất nhiều những nhân vật này thì mình đều có tích V rồi. Đây, tích V có nghĩa là mình hoàn thành xong rồi đấy. Rất nhiều bộ mọi người ạ. Đây nhiều lắm. Hiểu chưa? Rất nhiều luôn. Cái này thì mỗi một nhân vật sẽ chỉ được nhận một lần ở trong cái bộ mà nó yêu thích thôi. Ví dụ như cái bộ này thì mình đã nhận rồi cả bốn nhân vật này, tổng là cái bộ này được 80 nguyên thạch mình đã nhận rồi thì không có nhận lần hai mọi người nhá. Thế nên là cái việc kiếm nguyên thạch ở đây thì nó cũng có giới hạn thôi, nhưng mà khi mà chúng ta có những cái phiên bản mới thì đồng nghĩa việc là chúng ta cũng có những cái bản vẽ trang trí ở trong âm trên ca mới, đồng nghĩa việc là chúng ta cũng có những cái bộ mới, update những cái bộ mới nhiều hơn. Đây, ngoài bộ sân vườn ra thì mọi người sẽ còn có bộ trong nhà nữa. Nhà mở vào nhà mình thì tí mình sẽ chỉ cho mọi người cách chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ nói qua chứ đã. Đây, ở trong nhà cũng có này. Ôi chưa, hiểu chưa? Đây, nhấn vào. Rất nhiều. Trong nhà mình còn chưa làm lắm cả. Chỉ có bên Monstar với Livia mình làm nhiều. Biết lá. Rồi, ra ngoài bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách nhé. Đây, quay trở lại hình bàn tay này. Đây, nhiều bộ sân vườn. Có những cái bản vẽ này. Thì có anh em sẽ hỏi là anh lấy những cái bản vẽ này ở đâu. Và tiếp nữa là vào thì chúng ta sẽ có tên những cái vật phẩm một đấy, thì mọi người có thể lấy chụp màn hình để có thể lưu giữ nhớ nó. Rồi bây giờ ra nhá, sẽ những cái bản vẽ của những cái bộ sưu tập đấy nhá. Mọi người gặp Toby này, nói chuyện Toby sẽ vào cái phần động tiên bách bảo thì ở đây có rất là nhiều mục. Mọi người có phần bản vẽ đồ trang trí này, kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy hình bản vẽ. Như cái này là mình mua rồi nên là nó bị trôi xuống dưới cùng, còn nếu mọi người chưa mua thì nó sẽ ở đâu đó đoạn giữa này. Ok chưa? Đây thì có hình bản vẽ, mọi người click vào mọi người sẽ thấy là cái bản vẽ này nó sẽ có, ví dụ như bản vẽ nó sẽ có Charlotte là nhân vật yêu thích cái bộ này này. Ở trên này có Newvi. Ở đây nữa thì có Newvi Latte với cả Furina. Có nghĩa là cái bộ này chúng ta sẽ kiếm được 40 nguyên thạch. Bộ này thì chỉ có một nhân vật thôi, sẽ chỉ kiếm được 20 nguyên thạch thôi. Khi mà mọi người mua cái bản vẽ này xong, học cái bản vẽ này xong rồi thì chúng ta sẽ có cái ở trong cái danh sách thôi. Đơn giản chưa? Tiếp theo đó chính là liên quan đến khi mà chúng ta có bản vẽ rồi thì chúng ta sẽ phải thu thập những cái vật phẩm trang trí ở trong cái bộ sưu tập đó, đúng không? Thì có hai cách này. Cách đầu tiên là sẽ nhặt ở những cái dương kỳ dị ở cái map Tevat. Dương kỳ dị thì bắt đầu từ map Inazuma là có rồi. Inazuma, Sumeru, Fonten. Sắp tới có Natlan với cả Bangkok nữa. Ok. Bangkok nữa. Thì đó là về cái dương kỳ dị. Còn về Mon với cả Liyue thì đa phần là sẽ phải nói chuyện với NPC nhiều hơn. Thì cái thứ hai, ở trong chính cái động tiên bách bảo này nó cũng cho chúng ta những cái bản vẽ. Đây. Rất nhiều. Mọi người... Đây lý do tại sao mình nói mọi người là phải chụp màn hình lại để chúng ta có thể nhớ được tên những cái vật phẩm đó. Sau khi chúng ta có được cái bản vẽ của những cái vật phẩm này rồi, từ từ vẫn còn cái chỗ mà chúng ta có thể kiếm vật phẩm được. Đây, cái cấp độ tín nhiệm này có 10 level. Mỗi level sẽ cho chúng ta như kiểu cái level 10 nó sẽ cho mình cối xay gió này. Level 9 sẽ cho đây doanh trại này với cả bể này, đại phun nước. Vậy là chưa? Còn có một cái nữa cũng cho chúng ta những cái bản vẽ của những cái vật phẩm trang trí, đó là động tiên bảo giám. Mà cái đầu tiên bảo giám này thì mình đã hoàn thành xong hết rồi nên là khi mà mình click vào đây thì nó không còn nữa. Ok chưa? Còn nếu mà anh em mà chưa có làm hết thì click vào đấy mọi người sẽ thấy cái mục để mà cho chúng ta coi như là nó như có cái nhiệm vụ của chúng ta ấy, để nhận những cái bản vẽ. Rồi sau khi có bản vẽ các thứ rồi thì mọi người sẽ lại nói chuyện với Tubby. Đây, chế tạo đồ trang trí này. Rất nhiều. Hiện tại là phiên 4.5 Genshin đã tối cho chúng ta về cái mục âm chân ca này, đó cho chúng ta về công cụ là lọc. Đấy, mọi người chỉ cần có tên vật phẩm, mọi người đánh vào đây, enter phát lấy sẽ ra. Bởi vì chúng ta có nhiều lắm, phải mấy trăm cái cơ, nhiều lắm. Rồi, tiếp theo khi mà mọi người đã chế tạo được xong hết những cái đồ trang trí mà cái bộ nó cần thì mọi người nhấn vào phần bàn tay nhá. Chọn một cái vùng đất trống ở đấy. Đây thì mọi người lại nhấn vào bộ sân vườn, tiếp tục. Đấy, chọn một cái bộ gì đấy, nó đang sáng chẳng hạn. Đây, bộ này chẳng hạn. Đây thì mình sẽ đặt ở đây. Ôi chưa? Rồi hủy đi. Hiện tại là đặt thì nó hơi bị tốn khối lượng rồi, mình sẽ chỉ gọi là lấy ví dụ thôi. Hiện tại đây đang trên cái chỗ mình đang đứng thì đang có phần chữ mời này. Đây mình đang có một cái bộ. Đây, nó đang có rất nhiều nhân vật. Thì ví dụ mình thả Xianjun đấy. Bộ này thật ra mình lấy rồi nhá. Thì mọi người sẽ lại nhớ phần bàn tay và phần mời bạn đồng hành đây. Đây cho Xianjun vào. Đây đoạn này. Ok.
Rồi, Senjun đã có mặt. Được chưa? Và sau mọi người nói chuyện với Senjun là được, là cho anh sẽ nhận được 20 ngân thạch. Mà game mình nhận rồi. Rồi, ok là chúc mừng thành công nhé. Nói chung mọi người xem ở trong này chúng ta có những cái nhân vật nào cần add vào thì mọi người add vào thôi. Mà chỉ được nhận một lần thôi nhá. Nhớ đấy.